tình yêu của cặp đôi đỗ lệch mặc lời xì xào vẫn hạnh phúc bên nhau. Bạn gái tăng liền một lúc 30kg vẫn không nhận ra, trong mắt tôi cô ấy đã hóa tây thi. Xuất hiện trong chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng, anh Đỗ Hải Thanh sinh năm 1982 và chị Phạm Ngọc Kim Ngân sinh năm 1993 đã chia sẻ về hành trình từ khi yêu đến kết hôn của mình. Dù nhà khá gần nhau nhưng anh Thanh hơn chị Ngân tới 12 tuổi, khoảng cách tuổi tác khá lớn như vậy khiến cả hai không có cơ hội để gặp gỡ hay nói chuyện. Sau này vô tình bị thu hút bởi khuôn mặt dễ thương và nụ cười tươi tắn của chị Ngân mà anh Thanh đã yêu đơn phương chị tới 4 năm. Sau chừng ấy năm đơn phương, anh Thanh cũng dũng cảm dám xin Facebook rồi nhắn tin, lân la làm quen. Rồi cả hai gặp gỡ nhau ở ngoài, cả hai thường xuyên đi ăn uống vô tư. Chị Kim Ngân khi ấy từ một cô nàng 90kg tăng lên 120kg, nhưng anh Thanh không phát hiện ra sự thay đổi của người bạn gái mình vì với anh người yêu trong mắt đã hóa tây thi, anh luôn thấy chị rất đáng yêu. Anh Thanh tự nhận bản thân là người không lãng mạn, do vậy khi cả hai quen nhau được hơn một năm, anh không có tổ chức lễ cầu hôn mà ngỏ lời mong người con gái đáng yêu cùng mình xây dựng tổ ấm. Còn chị Ngân trong khoảng thời gian yêu cũng thử thách anh Thanh rất nhiều. Chị cho biết, hồi đấy mình có trang điểm, rồi đôi khi bệnh không có trang điểm này kia rồi mặt mày, tóc tai bù xù, nhưng anh ý vẫn chăm sóc. Suốt một năm anh ấy ngỏ lời lấy em 2-3 lần, sau đấy rồi em cũng đồng ý lấy anh.